Xin chào các bạn, mình là Kiên đây. Thì mình là Kiên đây, thì hôm nay thì mình sẽ trở lại với tựa game Minecraft nha các bạn. Mình nè, thì mình ở đây nha. Ok, thì hôm nay rồi hôm nay mình đã xin lỗi các bạn, xin lỗi góc nhìn nha các bạn. Rồi vô xin lỗi góc nhìn và mình sẽ tiếp tục làm video các bạn xem. Rồi ok, đã góc nhìn rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ đi cái đồ mà mình sẽ lên các bạn. Rồi, đi lên nha. Đúng rồi, mình sẽ làm cái lò à. Lò các bạn. Cái lò các bạn. Đó, cái lò các bạn. Mình sẽ nung sắt các bạn. Đấy đây rồi. Đấy sắt đang nung các bạn. Ok. Thì mình đang đi vòng các bạn. Ok. Thì mình sẽ đổi cái gì các bạn, mình sẽ làm này bí mật. Cái đít của mình nè, cái đít của mình nè các bạn. Ok các bạn. Đừng ra đi coi đi ha. Đừng. Ê lấy này nha anh ba. Lấy này. Để đây nha. Giờ mình đã quay lại rồi nha các bạn. Đâu rồi? Cục đó đâu rồi? Ok và hello, xin chào tất cả các bạn đã về đến video của mình. Và mình là Kim đây. Làm bộ đồ sắt như vậy nha. Chưa đủ. Làm cái kiếm đi. Ok và hello, xin chào tất cả các bạn đã về đến video của mình. Và mình là Kim đây. Mình sẽ lên chỗ thì mình sẽ đặt nha các bạn. Lên đi. Mình sẽ lên các bạn. Bọn ơi, mình là Lê Văn Đạt. Thì mình sẽ lên đó, còn mình sẽ lên nha. Ok, lên thôi. Lên thôi. Sẽ đánh dấu các bạn, đến khi mình sẽ quên chỗ mà. Đánh dấu. Bà bị Covid bơ nổ rồi. Nghe cái lên. Rồi đó, mình sẽ đi cắt thêm gỗ. Để mình lận cái lên. Mình đánh như bị nổ rồi. Bị huyết bơ nổ. Thêm gỗ các bạn. Huyết bơ đâu rồi? Nó đi rồi. Nó vô nhà mình làm nổ rồi. Mất cái chân đồ luôn hả? Thôi. Còn mình sẽ vô nha các bạn, mình sẽ lại nhanh lên để mình vô nhà mình không quen. Thử đi, còn được nha, còn được rồi. Mấy cái này, mấy cái này. Mấy dương kia này mà bị cái này khổ lắm cũng. Mấy điện thoại em đang về cho mẹ. Nè bạn, mình đang đi nha. Còn vậy. Ở đó tắt video đi.